cuối tuần rồi thì thực tế là bây giờ mua cây mà đẹp thì khó lắm ạ. Khó, thứ nhất là cây đẹp thì chắc chắn là giá cao rồi nếu mà người ta có bán. Khó nữa là người ta không muốn bán, hoặc là muốn mua thì trả được cái giá rất là cao. Đấy, cây đẹp rất khó mua. Đẹp thì nó cũng nhiều cái thể loại, dáng dấp của nó cao hay lùn hay là làng gì đấy thì tùy gu mỗi người, nhưng mà hiện tại nó đang hot cái kiểu mini và lùn. Mini lùn hoặc là tầm trung, nhưng mà lùn u cục hoặc là làng lùn hoặc đại thụ hoặc là nhiều thân già, tóm lại là nó u cục quái kỳ quái đấy. Thì còn anh em mà trên phố ở Hà Nội thì lại đang mê cái mốt làng hoặc là cái mốt trực đại thụ hoặc là làng lùn, đại loại là lùn và u cục đấy. Thế thì chả mua được cây nào, mới vừa mua được cái cây kia thì đấy, thì nó cũng nặng tiền, thì một cây đấy thôi, cây nặng điền ấy, chưa làm được gì nó thì thay đất thì bới ra xem nó có gì khác không. Thế còn cái con này là con lá móng mà mua ngoài chợ lâu lắm, ngoài chợ thấy nó có nét và nó cũng là một cái cây có thể làm được. Rất tiếc là cái hòn đá của nó xấu quá, hòn đá của nó xấu quá, và tiếc một cái nữa là ở dưới bóng gốc cây xoài này các bạn. Năm ngoái nó bị rơi cái quả xoài vào đây toát, rơi một quả xoài nữa vào đây toát. Đấy, cái ngọn này thì em thu lại và để trong bóng này cũng bỏ quên, nên là nó chậm quá. Bây giờ cái đất tiếc nó kém thì bây giờ này, thứ nhất là nó là cái hòn đá nó xấu quá, thì dù có tí đá hay là không, tí đá tiếc hay là không thì vẫn phải bóc một hòn đá này ra. Thì em đang tính là bóc một hòn đá này và là chuyển thành làm cốt chậu, ăn cốt đá để chuyển thành làm cốt chậu, thì nó sẽ là một cây làng rất là lùn và mini, khá là hay, mặt này khá ổn, bệ xế bệt đã thu đến đây, sau rồi bừa bệ em trải rộng ra. Đấy, các bạn nhìn nào. Rồi mặt này là mặt chính nha, mặt bên này nó hơi tối nó bị chậm, không sao thì cũng có thể triển khai được. Và giờ bây giờ em bóc dần và vứt bỏ cái hòn đá này đi các bạn nhé. Nếu mà vừa cái chậu này, chọn cái chậu này xinh xinh thì đó. Rồi. Đó nha. Dễ nó ôm vào đá nó khá lâu rồi. Đi về thôi. Nó cứng. Bóc được. Giá mà có hòn đá hoặc là đập được cái màu này ra thì tốt, gắn vào cái hòn đá nó xấu. Đây, này. Chính này,
báo cáo là vừa đập từ cái cục đá của nó được một mẩu này kê lên, bởi vì ở trong giữa nó rỗng mà, ngày xưa nó ôm vào đá rỗng mà. Thì đây kiếm viên đá nhỏ nhỏ đây, và chỗ này nó trống trống thì gài cái viên này vào, viên nhỏ nhỏ này vào. Tất nhiên mình không có đồ với mình không chuyên nên là chỉ tạm bỡ như vậy trồng cái đã, xong nào thì ký lại như này. Tôi sẽ gì cố định lại phải.
này cũng được các bạn nhỉ, làm thác đổ cũng được, làm thác đổ cũng ổn, mà làm này thì hay hơn. Tôi cứ tạm thời trồng dáng làng này đã, sau giật cái ngọn kia lên. Nếu thác đổ thì như này, thác đổ thì như này cũng ổn. Các bác xem đá nào hợp. Đây, các bác thử tư vấn giúp xem để đổ như này hay là để đầu tiên là đổ nhá. Đó, chọn như này nhá. Đấy, cũng ổn không các bác? Cũng ổn không? Cũng ổn. Nên như này. Nếu mà như này. Cái dáng kia xem. Đấy. Này có vẻ hay hơn đấy. Hay hơn đấy. Nhỉ. Để cho cái dễ này xuống đây. Bỏ cái rễ này đi. Nếu mà để đổ thì bỏ cái rễ này đi. Tạm thời cứ để vậy đã. Như kiểu này các bác nhỉ. Chốt nuôi kiểu này. Báo cáo các bác là chưa có cái chậu nào đổ rồi. Nếu mà dùng giống làng trồng chậu này được, nhưng mà không thấy nó độc đáo thì trồng giống đổ. Nhưng mà trồng tạm cái này không nào kiếm được chậu và bệ nó tốt thì làm lại đá tính sau. Đó, cứ qua loa thế các bác. Nhiều khi chơi nó buồn. Đấy. Đấy, giống đổ. Đấy, các bác ơi. Sau đây thì cây nó sẽ phát triển hơn rất là nhiều vì nó được ăn thẳng từ đất rồi. Trước đây nó ở trong cái chậu kia thì có khi chả dễ mãi chả tới trên đất. Đấy, đấy cũng bỏ bê rồi. Đấy thì bây giờ ngon rồi. Ngon rồi. Đấy. Các bác ạ. Tất nhiên lộ bệ và đổ xuống cho cái chậu đổ thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà hiện tại không có. Thì cứ vùi vào đây cái đã các bác nhé. Bệ rất ổn đấy, bệt. Cảm ơn các bác nha. Hôm nào có kết quả sẽ quay lại các bác kia này.